chuyển sang thông tin trong công tác chống buôn lậu thưa quý vị thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ về việc ngăn chặn phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào việt nam tổng cục hải quan vừa yêu cầu các cục hải quan địa phương triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp liên quan Cụ thể, các đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả công điện của Thủ tướng Chính phủ và công văn của Ban chỉ đạo 389 quốc gia về việc kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới vào Việt Nam đẩy mạnh công tác thu thập thông tin, nắm tình hình địa bàn, xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, nhất là ở những nơi có đường mòn, lối mở, sông suối, địa bàn thuận lợi cho việc tập kết, vận chuyển trái phép lợn từ nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là địa bàn các tỉnh biên giới phía Tây Nam giáp với Campuchia. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu lợn, sản phẩm từ lợn tại khu vực cửa khẩu và kho của doanh nghiệp đối với lô hàng nhập khẩu đưa về bảo quản chờ thông quan. Trường hợp phát hiện lợn nhập khẩu không đủ điều kiện nhập khẩu, nhập khẩu bất hợp pháp phải thực hiện tái xuất, tịch thu hoặc tiêu hủy, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong đấu tranh ngăn chặn các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới và Việt Nam. Tổ chức tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới, người dân, doanh nghiệp về sự nguy hiểm trên lợn nhập lậu, bệnh có thể lây sang người và tác hại khi buôn bán vận chuyển lợn không được kiểm dịch không rõ nguồn gốc không tham gia không tiếp tay cho việc vận chuyển kinh doanh động vật sản phẩm động vật đặc biệt là lợn nhập khẩu trái phép vào việt nam